trời ơi, mẹ hết hồn luôn á. Tao đang diễn mới bể tiếng nè tiên. Rồi làm sai thế. Hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Và tất cả các anh theo tôi về phước. Tao chưa nói. Chứ nghỉ lâu quá con mới bắt đầu như là kiến thức. Ôi trời đất ơi. Cái gì quên bay. Mà diễn viên chuyên nghiệp mà còn thua. Nhắc đây đúng là mì. Mạnh đây, mạnh đây, không sao đâu. 3, 2, 1, tiến. Bây giờ cho dù thần tiên hay là quỷ ma tái thế cũng ai cứu được bà đâu. La đi. La. Cô tôi về. Chắc bị nắng à, cô ơi, con. Cô ơi. Con ơi, à, à. Chết rồi. Lấy hộp đi. Lẹ làng lên mới có cơm trưa ăn nè. Đấy. À, tình thì khoan chưa bấm quay. Mẹ heo một quả đẹp như thế. Má kiểu con gạch đây. Mẹ trai. Quạo vô. Mẹ trai. Nhìn. Nó lỗi kiểu cuối cuối xuống nhìn không dám nhìn á. Bạn lẹn như gái 18. Rồi khoan vai đi. Cười nó. Nhớ ra cái gì á. Cái thằng đấy á, bọn tao đang định xuống nói rồi, khó ấy, giờ dài ấy. Rồi không phải năm xin còn ngất nè biến thôi nha, no lắm, ăn cơm cắn từ từ thôi, còn cắn từ từ rồi đó. 3, 2, 1, 7, 1. Hành vi lừa đảo cướp tài sản của mày đã bị tao phát hiện rồi. Hoài tao vẫn không hết tiền. Ây da, đi vô mình như ma vậy má. Tao tháo ruột tao chứ ma quỷ nào mà vậy. Đâu phải được rồi đúng không? Mẹ con quậy con á, không cho con đi học. Năm nay con chuyển cấp, đó là quan hết sức quan trọng. Con. Rồi, đang tháo quậy lại luôn, cho mày. Quỳ. Xuống về này. Cắt. Xin lỗi, nhặt cho lấy túi đúng không? Má. Sao? Được bao nhiêu? Không biết tờ thì 10. Tuyệt chưa? Không có thể gì. Ê! 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 Không đàn! Không đàn! Không đàn! Không đàn! Anh sang trả tiền cho em này. Đếm xem đủ chưa? Trời ơi! Em gọi cho mình. Anh nói chuyện. Sao? Bữa nay bị sao hết á? Cái gì? Đen quên đi. Ơi, đen là cái gì quên này? Đen thôi, đỏ quên đi. Cái loại mà suốt ngày đi lo chuyện bao đồng như mày ấy, thì biết gì về cuộc đời lắm nhưng Nhương. Sạch xanh thì ít, mà lý thông thì nhiều. Quá đang nói thì nhìn gặp tay người ta. Xung quanh đây bến tàu số 1 là đâu vậy? Alo. Con đ**** nhà bóc điện thoại. Hài ông mối ông tém. Má diễn khùng cũng vui. Rồi. Cứu tôi về. Ai kìa, bà ngày bà mặt làm gì vậy? Tụi nó lừa tôi. Lừa sao? Tụi nó lừa tôi. Em trước. Ngon không? Của anh Quang á. Chơi lại cái nha. Chơi lại cái nha nữa. Má mày. Tao tưởng để lấy câu thoại. Đây, chú đề phòng virus corona circula gì đó. Rồi lại làm cái đi, một cái khen nó xịt ra ngoài rồi.
Má khe xịt. Tao bị rửa, tao không có nói gì về chuyện với mày nữa. Mẹ nó ỉ nhiều dữ ta. Bởi vậy nó nghe tôi quyết định nè, mua thêm 30 trứng luôn. Mua đi, mua trứng đi. Lấy ở dưới này là bài la 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 mà bắn lên mắt luôn rồi. Chẳng dính máy. Em xin lỗi. Cái trộm. Tao kêu mày đem thuốc vô uống. Cái gọi không cho quần mày. Ôi trời là. Anh chơi. Gái. Yes. À, giữ luôn nè. Giữ luôn. Ngay. Chết. Mời tất cả theo tôi lên phước. Tao qua đây mày lên. Cái cổng ở đây mà. Tao nói mày biết cái thứ mày chai như mày á, đầu thai mới hết. Không hiểu sao tao có thể chơi được chung được với mày luôn á. Không chơi được thì nghỉ mẹ mày đi. Mời các anh theo tôi lên phước. Đi. Hỏi e rồi. Thôi. Hỏi em thôi mày. Cái hỏi.